anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mất em, đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy. Muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa? Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh. Để chẳng may đường về chưa đông đã xe, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang dòng nhưng chỉ cần được bên em. Để sẽ chia và dù cho ai có lỗi, sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Thì bên nhau như đã hứa, một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh. Để chẳng may đường về chưa đông đã xa.